Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn thì hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe cực kỳ đẹp ạ, còn rất là mới ạ. Đó chính là chiếc xe Hyundai Getz. Chiếc xe này là phiên bản 1.1 số sàn và được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2010. Và chiếc xe này mới lăn bánh được có 8.3 km thôi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Getz 2010 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi bước vào khoang nội thất để xem chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào đây ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc táp bi cánh cửa bên lái. Đây, đầu tiên tôi cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ ạ. Tất cả keo chỉ là còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Đây, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái táp bi cửa đây ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là mới. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái bản đủ này thì xe đã được trang bị lên xuống kính chỉnh điện hết rồi ạ. Đây, lên xuống kính chỉnh điện, kể cả là chỉnh ghế điện ở cái cánh cửa phía sau này. Và gương đây, gương chỉnh điện ấy, tất cả đều chỉnh điện. Và cái móc khóa này là cái chrome, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây ạ, thưa với quý vị và các bạn, về cái phần bên trong nội thất thì rất là mới rồi. Thưa với quý vị bạn, đây nó là một siêu phẩm cực kỳ mới ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh có 8.3 km thôi. Đây, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cái đồng hồ công tơ mét này mới có 8.3 km thôi ạ. 8.3 km. Và đây là cái phần nhắc bảo dưỡng của chủ xe đi thay dầu đấy ạ. Ngày 7 tháng 9 thì chủ xe đã đi thay dầu ở cái công tơ mét là 8.1 km này. 8.1 km. Đây là ngày 7 tháng 9. Và lịch kế tiếp là 8.9 km, tức là còn khoảng 6.000 km nữa thì quý vị và các bạn phải đi thay dầu lần tiếp theo. Và chủ xe vừa rồi đã thay cả lọc dầu rồi này, và thay dầu 5W30. Chủ xe thay dầu cũng rất là cẩn thận. Ở cái xe Hyundai Getz mà chủ xe đã thay dầu 8.000 km thì nó ngang với dầu của xe Mercedes rồi ạ. Đấy, thưa với quý vị và bạn, chủ xe rất là cẩn thận, thay dầu 8.000 km cơ, chứ bình thường là chỉ thay dầu 4.000. chủ xe rất là cẩn thận. Và đây, táp bi cửa này, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Trần cũng rất là sáng, rất là sạch sẽ. Ở những chiếc xe tư nhân chạy không chạy dịch vụ thì nó mới đẹp được như thế này ạ. Còn nếu không thì chạy dịch vụ thì là bây giờ là cái trần này nó rất là bẩn, rất là xước sát, bẩn hết rồi ạ. Riêng chiếc xe không chạy dịch vụ thì là nó mới được đẹp như thế này đấy ạ. Cũng tương tự như cái phần khoang nội thất ở đằng trước thì cái đằng sau này cũng vậy ạ. Đây là cái táp bi cửa phía sau đây. Keo chỉ cũng còn nguyên bản, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Tôi cam kết luôn là chiếc xe này không có chạy dịch vụ, không có va chạm gì cả, cho nên là nó còn nguyên hết ạ. Đây là cái phần xuống kính sau đây ạ, cũng là chỉnh điện đây ạ. Đây là cái lên xuống kính chỉnh điện nhé. Nếu bản thiếu là không có chỉnh điện đâu ạ. Và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nội thất cực kỳ đẹp đấy ạ. Rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, vì tên cá nhân, một chủ từ đầu, cho nên là chủ xe đi rất là giữ gìn, rất là cẩn thận, cho nên là rất là đẹp đấy ạ. Riêng những chiếc xe như thế này là tìm ở thị trường là không có mấy đâu ạ. Rất là mới đấy quý vị các bạn, sau 10 năm sử dụng mà nó đẹp như thế này ạ. Nếu như chiếc taxi sử dụng chỉ 1 năm sau thì nó còn xấu hơn thế này cơ, chứ chưa nói gì đến là 10 năm. Quý vị các bạn nhìn từ cái vô lăng cần số đấy. Nếu như nhiều người không hiểu thì cứ nghĩ là chúng tôi thay cái vô lăng. Vô lăng này thì những chiếc xe bọc ra thì có thể bọc lại quý vị các bạn nhé. Nhưng mà đây vô lăng này thì nó là bằng nhựa luôn rồi, chứ không thể bọc được, cho nên là nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Cả cần số luôn đấy ạ. Cần số tôi quay sát cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Còn rất là mới luôn ạ. Mới có 8.3 km thôi.
vô lăng cần số rất là đẹp. Không những vô lăng cần số mà tất cả về các option khác, tất cả các chi tiết khác nó mới đều như thế này. Nếu bây giờ mà ai bảo tôi thay, chả nhẽ lại tôi đi thay hết tất cả các thứ này để bán à? Không bao giờ đủ tiền lãi đâu ạ. Chiếc xe, mỗi chiếc xe này bọn tôi, anh em chúng tôi buôn bán này lãi không đáng bao nhiêu tiền. Nếu tất cả cũng đi thay thì sẽ lỗ đấy ạ, không có lãi nữa ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Đây là cái phiên bản động cơ 1.1 và hộp số sàn đây thưa với quý vị và các bạn. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đầu tiên là cái ốc cabo này. Ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Không có đâm đụng, không có va chạm gì cả, cho nên tất cả nó còn nguyên bản và còn được đẹp như thế này đây ạ. Thưa với quý vị và bạn, nếu như đâm đụng hay va chạm thì nó không còn đẹp như thế này nữa đâu. Mất hết vết rồi. Đây là cái ốc cabo. Ốc cabo cũng còn nguyên bản cơ. Và cái máy rất là mới luôn. Máy móc cũng nguyên bản ạ. Riêng với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết tất cả nó còn nguyên bản hết. Thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước. Máy móc còn nguyên bản hết đây quý vị và bạn ạ. Rất là đẹp đây. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về còn chưa dọn, chưa rửa, chưa làm gì hết, cho nên là mà nó đã được đẹp như thế này rồi thì nếu như dọn dẹp lên thì nó cũng mới lắm đấy ạ. Tất cả rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Getz 1.1 2010 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai này, mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Getz này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi dọn dẹp xong và thì chúng tôi sạch sẽ đẹp đẽ rồi thì chúng tôi sẽ chào bán với giá là 225 triệu đồng ạ. Vâng, 225 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Getz 1.1 cực kỳ đẹp, cực kỳ mới này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.